Ngày 27 tháng 8, huyện Hoàng Hóa đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Đây là đợt thứ 3 trong năm 2024, huyện tổ chức ngày hội hiến máu. Với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2024 đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận được 536 đơn vị máu, nâng tổng số đơn vị máu đã tiếp nhận trong cả 3 đợt năm 2024 của Hoàng Hóa lên 1.362 đơn vị, bằng 151,3% so với chỉ tiêu được giao. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sâu sắc truyền thống, thương người như thể thương thân và lòng nhân ái cao đẹp của mỗi người, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện cũng góp phần bổ sung kịp thời nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị bệnh tại các cơ sở y tế.